Đây là chương trình radio Phép Lạ Của Tình Thương, phát sóng trên NLG Global. Chào mừng quý khán giả đến với radio số 5 của chuỗi radio Phép Lạ Của Tình Thương. Chắc quý vị cũng đã biết, thời gian này số ca nhiễm Covid-19 vẫn chưa dừng lại và tiếp tục tăng chóng mặt. Cả trăm ngàn ca mỗi ngày. Dù mức độ nguy hiểm đã được kiểm soát, nhưng dịch bệnh vẫn tiếp diễn, gây ảnh hưởng không ít đến sức khỏe thể chất và tinh thần của nhiều người. Điều này càng nhắc chúng ta rằng phải luôn nhớ thực hành 5 yếu tố tình thương, 1 yếu tố đạo đức hàng ngày, và không ngừng kích hoạt nhận năng lượng yêu thương từ đấng tạo hóa để được an vui, khỏe mạnh quý vị nhé. Hôm nay Radio Phép Lạ Của Tình Thương lại tiếp tục gửi đến quý cô bác anh chị những thông điệp đầy năng lượng tích cực thông qua một chủ đề mà Khánh Như nghĩ rằng rất nhiều người đang bận tâm, đó là buông và an. Có câu nói, cuộc sống cũng như nắm cắt trên tay vậy. Khi ta nắm tay lại, ta không có gì cả. Khi ta mở tay ra, tất cả là của ta. Vậy thì buông như thế nào để được an, để cảm nhận được rằng mình có tất cả? Ngay bây giờ, Khánh Duy mời quý cô bác anh chị chúng ta cùng lắng nghe và cảm nhận chuyên mục đầu tiên của chủ đề ngày hôm nay, câu chuyện của cô Cao Thị Ngọc Ánh, sinh năm 1960, hiện đang sinh sống tại Hòn Chồng, Nha Trang, với tựa đề Biết Ơn Nghịch Cảnh. Mời quý cô bác và anh chị chúng ta cùng lắng nghe. Tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày thật êm đềm và hạnh phúc bên gia đình. Tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ tốt đẹp, bình an như bao người khác, với những ước mơ thật đơn giản. Tốt nghiệp lớp 12, tôi mày mò tự học, dạy kèm tư nhân cho các em cấp 2 về văn, toán, lý, anh văn. Vừa kết hợp làm xã viên hợp tác xã may tre, mành trúc, và đi dạy trẻ may bó chỏi đót cho quý sư cô tại chùa Long Sơn, Nha Trang. Năm 1980, tôi định cư cùng cha mẹ và các anh chị em ở Nha Trang. 2 năm sau, tôi được tuyển dụng dạy mẫu giáo ở nhà máy xi măng Hòn Khói, Ninh Hòa, cách Nha Trang hơn 40 cây số, cho đến năm 1988. Tình cờ, tôi gặp chồng trong hoàn cảnh tẻ nhạt. Chỉ qua giới thiệu, anh thì đi dạy ở tận ngoài Huế, còn tôi thì ở Nha Trang. Rồi thư qua thư lại hơn 1 năm sau, chúng tôi lấy nhau. Đến khi lập gia đình, tôi lại càng hụt hẫng, buồn chán trong một hôn nhân không tình yêu. Niềm vui đến với gia đình tôi khi vợ chồng tôi chào đón đứa con trai đầu lòng kháo khỉnh đáng yêu. Hơn 1 năm sau, chúng tôi lại có thêm một cậu con trai nữa. Cuộc sống bắt đầu có nhiều mối lo hơn, cần chi tiêu nhiều hơn, cơm áo gạo tiền, con đau ốm. Nhưng với số lương giáo viên ít ỏi của vợ chồng tôi những năm 89-90, thì cuộc sống thiếu trước hụt sau. Nhìn các con sống trong thiếu thốn, tôi lo âu, căng thẳng. Vì vậy tôi trở bệnh nặng lúc nào không hay. Tôi bắt đầu bị viêm đa khớp dạng thấp tiến triển nặng vào tháng 9 năm 1990, khi con trai thứ hai được 3 tháng tuổi. Tuy bị bệnh nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng những cơn đau hành hạ đến tàn khốc. Trước tiên là hai khớp gối sưng to, nóng đỏ lên và rất đau mỗi khi cơ thể tôi bị cảm cúm hoặc bị tác nhân bên ngoài như thời tiết lạnh, nóng. Hàng chục ổ khớp trong cơ thể đều thấm đẫm cơn đau. Cũng vì thế mà tôi bị hạn chế vận động vì đau đớn. Nhất là hai khớp gối bị viêm nhiễm sưng to, nóng đỏ và thường bị sốt 39 độ trở lên.
máu mủ đọng lại bên trong hai khớp gối. Bệnh này rất khó chữa. Nguyên nhân vì xuất phát từ bên trong cơ thể, chứ không phải do tác nhân từ bên ngoài gây ra bệnh. Tôi chỉ biết chịu đựng sự đau đớn triền miên từ tháng năm này đến tháng năm khác, ôm cơn đau thể xác cùng nỗi lo cơm áo gạo tiền, kinh tế gia đình quá khó khăn. Tôi một mình tự chiến đấu với bệnh tật, vừa lo nghĩ không biết các con sẽ lớn lên ra sao. Lúc đó chồng tôi chỉ biết giải quyết bằng cách ôm con trai đầu lòng mới lên 2 tuổi về nương nhờ bên nội ở Huế. Còn tôi ôm bệnh, lại tự ôm cậu con trai út 1 tuổi ở Nha Trang nương nhờ ông bà ngoại và các cậu mợ. Cảnh người mẹ bệnh tật vừa chăm sóc cho bản thân mình, lại vừa lo cho con còn nhỏ, rất vất vả, không kể xiết. Lúc ấy chỉ thèm có một giấc ngủ an lành mà không được. Nhớ cái cảnh khi con còn bú mẹ, tôi cứ uống thuốc giảm đau rồi la lết đi giặt giũ tả lót áo quần cho hai mẹ con. Lúc đó bên nội và ngoại đều khó khăn về kinh tế, nên tôi và con trai út theo ông bà ngoại vào Sài Gòn làm ăn. Gần cả năm sau, chồng tôi mới bồng con trai đầu lòng vào Sài Gòn đoàn tụ. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, tôi cũng dần chấp nhận với cuộc sống mới. 7 năm sau, tôi cũng ấp ủ những ước mơ riêng trong hành trình mới của mình, để cùng chồng xây đắp gia đình, lo cho các con ăn học. Nhưng thêm một cơn sóng dữ dội nữa hất vào bất ngờ. Đó là khi tôi biết trái tim chồng mình đã không còn ở bên tôi từ 7 năm về trước. Thể xác thì đau đớn, tinh thần lại càng đớn đau hơn khi người đàn ông bên mình không chung thủy, sống vô tư nên trở thành vô tâm, nhiều khi hụt hẫng, chênh vênh, bế tắc. Tôi đã định dìm mình xuống biển trước sự thật phũ phàng ấy. Tôi không tin đó là sự thật. Có lần tôi nghĩ đến chữ giá như, rồi nhìn cuộc đời mờ mờ ảo ảo như làn sương sao chấn sông. Tôi và chồng sống ly thân hơn suốt 10 mấy năm qua, chưa ly hôn vì tôi nghĩ và thương con cái. Những sóng gió suốt bao năm ấy khiến tôi từ đó sống bất cần, không còn quan tâm chồng nữa. Vì quá mệt mỏi trong hôn nhân ngoài mong muốn, tôi bị sang chấn tâm lý từ đó. Tôi đã tự chữa bệnh trầm cảm cho mình. Khi bên cạnh chỉ có 2 con trai rất hiếu thảo và thương yêu mẹ, đó là động lực khiến tôi còn tồn tại đến ngày hôm nay. Vì con tôi cần có mẹ. Dù khó khăn, tôi vẫn luôn hy vọng cuộc đời tôi sẽ đổi khác, tốt đẹp hơn. Dẫu khiếm khuyết về thể xác, nhưng tôi đã sớm động viên chính mình lạc quan, yêu đời, hy vọng ở tương lai tươi sáng hơn. Tuy tự di chuyển rất khó khăn, nhưng tôi đã tự lần chiếc ghế 4 chân để đi lại, sinh hoạt làm việc như một người bình thường, chăm lo cho 2 con và bản thân đau ốm. Chắc không ai tin đâu, lúc ấy có chiếc xe lăn, tôi cũng không lăn được. Vì 2 tay quá yếu, với đôi chân không thể đi lại, cộng thêm những cơn đau khớp hành hạ đến tàn phế. Năm 2007, tôi được một nhà hảo tâm ở Hải Phòng tài trợ cho đi mổ 2 khớp gối. Dự định là thay 2 khớp gối, nhưng thất bại vì bệnh tình quá nặng do gân rút, cơ teo đã lâu năm. Tôi sống được tới hôm nay không thể thiếu được sự trợ giúp âm thầm của vợ chồng anh trai tôi, đã giúp đỡ đóng học phí hàng tháng từ lúc 2 cháu còn học mẫu giáo. Ngoài ra còn giúp tôi tiền để mua hàng trăm thang thuốc đông y, thuốc nam và cả thuốc bắc. Ở đâu có người mách chữa thấp khớp
là anh trai và chị dâu mời về bắt mạch, cắt thuốc chạy chữa cho tôi. Anh, chị, em chúng tôi rất thương nhau, nhưng lực bất tòng tâm, bởi vì ai cũng có hoàn cảnh khó khăn. Giúp đỡ thì có giới hạn. Tháng 1 năm 2013, tôi được người anh trai giúp đỡ mua chiếc xe lăn điện làm phương tiện để thỉnh thoảng đi dạo biển, dạo phố để chụp hình và viết bài cho vui. Mỗi ngày tôi tự chọn cho mình niềm vui, và hàng tháng tôi tự điều khiển chiếc xe lăn điện để đi hơn được 7 cây số tới bệnh viện khám bệnh. Không ngừng cố gắng, không khuất phục trước số phận, năm 1998, tôi đã tự đứng lên với đôi chân không lành lặn và đôi tay bị biến dạng hoàn toàn, để mở hiệu sách Ngọc Ánh ở một góc phố Nha Trang. Nơi này vừa giúp tôi cải thiện kinh tế cho cả nhà, vừa được giao tiếp với mọi người để tôi được cởi mở hơn. Sức khỏe của tôi cũng cải thiện dần, có kinh tế khá ổn định, đỡ lo lắng, nuôi hai con ăn học. Từ đấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. Hành trình mở hiệu sách mơ ước của tôi cũng đầy thử thách. Với số vốn ban đầu, tôi đi vay mượn của chị bạn là 2 cây vàng năm 1998. Lần đầu tôi mở hiệu sách Ngọc Ánh ở số 27, đường 2-4 Đá Chẹt, phường Vĩnh Phước, Nha Trang. Thuê mặt bằng là 200.000 đồng mỗi tháng, diện tích rộng khoảng 15m2. Bán ở đó tôi đã bị thất bại, thua lỗ hết 2 chỉ vàng trong vòng 6 tháng. Tôi không nản chí, tự an ủi mình, thất bại là mẹ thành công. Có thất bại mới có thành công chứ. Tôi kiên trì dời nhà sách Ngọc Ánh đến địa điểm mới là số 1 Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước, Nha Trang. Tôi đã tự mua sách, vở, văn phòng phẩm, quà lưu niệm, sách giáo khoa, sách tham khảo từ lớp 1 đến lớp 12, truyện đọc, thơ dành cho mọi lứa tuổi, từ mẫu giáo đến người trẻ lẫn người già. Tất cả đều gọi qua điện thoại, có người mang hàng đến giao tận cửa hàng cho tôi. Đặc biệt là báo chí, một ngày có khi tôi bán cả 100 tờ báo giấy, đủ thể loại. Tiền thuê mặt bằng mỗi tháng 400.000 đồng với diện tích khoảng 12m2. Một ngày tôi thu nhập trên 1 triệu đồng, ngoài chi phí cho gia đình, chợ búa, cơm nước, tiền học thêm học bớt của hai con trai ra. Tôi để dành, tích lũy dần, cuối cùng mua được miếng đất 75m2. Đúng là khi người bệnh tật kiếm được tiền để lo kinh tế cho gia đình thì quên đi sự đau đớn về thể xác. Đau thì chỉ còn chọn con đường duy nhất là uống thuốc giảm đau mà thôi. Cứ thế suốt 33 năm qua, tôi uống thuốc giảm đau để làm việc cật lực bằng mọi cách để kiếm tiền nuôi hai con trai ăn học. Từ năm 2002 cho đến nay, đôi lúc tôi thấy mình phi thường thật, dám nói, dám làm. Khi đấu tranh giữa sự sống với cái chết, tôi xem nhẹ cái chết tựa như lông hồng. Năm 1999, tôi đã đăng ký hiến xác cho trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sau khi qua đời. Khi sống, tôi mong muốn làm điều tốt đẹp cho xã hội, và khi mất đi cũng để lại cái gì đó hữu ích cho cuộc đời. Nhân sinh vốn rất ngắn ngủi. Hôm nay tôi mới ngộ ra rằng hãy sống vui vẻ, thân tâm an lạc, vượt qua nghịch cảnh và chinh phục chúng. Bởi vì nghịch cảnh không phải là bất hạnh, mà đó chính là món quà của cuộc sống. Niềm vui của tôi nhân đôi khi những truyện ngắn, tản văn, hồi ký, nhật ký, tự truyện của mình thường xuyên được đăng trên các báo trong nước. Nhờ cửa hàng sách và công việc viết lách giúp tôi có thêm thu nhập đều đặn hàng tháng, tinh thần tốt, căn bệnh của tôi cũng dần hồi phục. Tôi đã vượt qua khó khăn, lối đi ngay dưới chân mình, chẳng tìm đâu xa. Từ đây, những ước mơ của tôi dần thành sự thật. Năm 2014, tôi xuất bản quyển sách Một Viên Gạch Cho Đời, và năm 2020,
cuốn Tình đầu với Pepsi tím cũng được tiếp nối. Duyên may, tháng 8 năm 2021, tôi được biết đến NLG, được lắng nghe những bài giảng từ chú Phúc và những chia sẻ từ quý anh chị em cộng đồng NLG. Tuyệt vời hơn nữa là tôi được kết nối với cháu Phạm Cường ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Do gặp tai nạn bất ngờ, cháu cũng bị khuyết tật như tôi. Chúng tôi tặng nhau những quyển sách mà mình viết để động viên cùng vượt lên số phận. Có những câu nói trong sách của cháu rất hay mà tôi chỉ cần đọc qua một lần thôi đã thấu cảm rất sâu sắc. Ví như: tận sâu trong tâm hồn tôi luôn có một sức sống mãnh liệt, nó thôi thúc tôi phải sống. Cái chết chẳng có gì đáng sợ bằng việc phải sống, dám sống. Và từ đó tôi bắt đầu tìm lý do để sống. Tiếc nuối biết bao nhiêu cho đủ, đau khổ đến bao giờ mới nguôi. Biết rằng sẽ rất đau, nhưng phải học cách chấp nhận và tự mình vượt qua. Không thể sống chỉ tồn tại, không thể cười nhưng đêm về nước mắt tràn mi. Tiếng nấc nghẹn ngào chỉ làm ta thêm yếu đuối. Cháu Cường đã vượt qua nghịch cảnh để biến ước mơ của người tật nguyền thành hiện thực. Cháu đã viết sách và cho ra đời hai đầu sách xuất bản năm 2020 và 2021. Còn tôi thì đã tạm rời chiếc xe lăn điện để tự đạp xe đạp một mình đến viện điều dưỡng y học dân tộc cổ truyền gần nhà, tham gia các công tác thiện nguyện, chia sẻ tình yêu thương đến với mọi người để mang lại nụ cười, niềm vui và hạnh phúc cho chính bản thân mình. Hay có hôm là dạo phố phường, dạo biển trong ánh nắng ban mai tràn đầy niềm tin và hy vọng vào tương lai. Giờ trải qua tất cả rồi, tôi mới hiểu sâu sắc tại sao trong triết lý Phật giáo hay nhắc đời là vô thường, vui đó rồi buồn đó, có đó rồi cũng mất đó, vô thường đến, vô thường đi. Tôi nghiệm ra cuộc đời mình giống như một bức tranh vậy, có mảng sáng, mảng tối. Mỗi một sự việc xảy ra với mình nó chỉ là mảnh ghép giúp lấp đầy bức tranh cuộc đời của chính tôi. Hoặc hóa chăng ở một kiếp sống nào đó, tôi đã sống không chung thủy, không tốt với anh ấy. Tôi đã gieo quá nhiều nợ, nên đời này tôi phải trả. À, thì tôi xin được trả. Xin biết ơn vì tôi đã từng có một đoạn duyên để được gặp anh và trả phần nợ này. Biết ơn vì tôi được trải nghiệm và học những bài học mà không có sách vở nào có thể dạy được. Để giờ đây tôi cứng cáp và hạnh phúc, đứng vững trên đôi chân mình bên các con, là tấm gương sáng để con cháu học hỏi. Cuộc đời mà, nếu êm đềm quá thì giờ đây làm sao có gì để viết sách gửi tặng độc giả. Nếu êm đềm quá thì hôm nay cũng có gì để kể nhau nghe. Nha Trang, một ngày bình yên. Ngày 21 tháng 2 năm 2022. Cao Thị Ngọc Ánh, thành viên NLG Trống Đồng lớp 3. Thank you.
Quý thính giả vừa nghe bài hát Tìm Về Bình Yên, được thể hiện qua giọng hát của ca sĩ Quỳnh Anh. Đúng như những ca từ mà nhạc sĩ Trần Việt Hưng sáng tác, chỉ khi bao xót xa để lại phía sau, tha thứ và buông bỏ những chấp niệm trong mình, thì yêu thương mới có thể ngập tràn trái tim ta. Tất cả chúng ta đến đây để học những bài học của riêng mình, trải nghiệm, gieo hạt và gặt hái bình an, tìm về bình yên cho chính mình. Tuy nhiên, những điều này hiểu thì dễ, nhưng để thực hành được thì không hề đơn giản. Vì không phải lúc nào chúng ta cũng đủ minh định, đủ cân bằng cảm xúc để nhắc nhớ mình. Vậy làm sao để đối mặt, đón nhận và vượt qua những thử thách trong đời khi bị nghiệp chi phối? Mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe chia sẻ của anh Khánh Duy về duyên và nghiệp ngay sau đây. Chuyện Kiều của Nguyễn Du có câu: người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Gặp nhau do duyên, mến nhau bởi có tình cảm. Duyên ở đây được hiểu như một sợi dây ràng buộc. Mỗi người trong vòng tròn số phận là yếu tố quyết định nhân hay quả. Khi hội đủ nhân duyên thì quả mới hình thành. Ở mỗi người có những mối nhân duyên khác nhau, nên có người chúng ta gặp gỡ, ăn uống cùng một quán, đi xem cùng một rạp phim, có người đi cùng một chuyến xe, nhưng thoáng qua không chút ấn tượng và sau đó là quên mất. Có người vừa thấy điệu bộ dáng đi đã làm cho bạn cảm thấy khó chịu. Có người chỉ nghe giọng nói thôi đã cảm giác rất quen, như người thân từ kiếp nào. Đó là duyên. Tình cảm gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hay tình cảm đôi lứa là một loại tình cảm liên quan đến nghiệp. Như đã nói ở trên, khi chúng ta có nhân duyên thì mới gặp nhau, nhưng kết nối bao lâu hay như thế nào còn tùy thuộc vào nghiệp. Theo Khánh Duy tìm hiểu, nghiệp ở đây có ân, có oán. Ân thì gọi là ân tình, là thiện nghiệp. Oán thì gọi là nghiệp duyên, hay gọi là oan gia trái chủ. Nếu gặp được người đối xử tốt, lo lắng và yêu quý chúng ta, chứng tỏ họ đã nợ bạn ân tình trong kiếp sống nào đó. Nhưng nếu trường hợp như chị Ánh, thì đó có thể là vì đời sống trước chúng ta đã vay ân tình của họ, nên kiếp này khi đủ duyên, chúng ta phải trả lại nợ xưa. Tất cả những khổ đau đều có nguyên nhân sâu xa của nó, chứ không có điều gì là mâu thuẫn và ngẫu nhiên cả. Trong nghiệp duyên hay hàm chứa oán nhiều hơn là ân. Gặp nhau là để trả nợ cho nhau. Khi nghiệp lực chiêu cảm, có khi ta chỉ đứng yên thôi vẫn phải gặp những điều bất như ý đến với mình. Có những mối quan hệ dù muốn né tránh, muốn cắt duyên mãi mãi vẫn không được. Chỉ cho đến khi chúng ta đã trả xong nghiệp thì tự khắc mối quan hệ đó dừng lại. Hoặc nếu hóa giải được thì mối quan hệ đó lại chuyển sang một trạng thái rất tốt đẹp. Giống như nếu bạn quan sát sẽ thấy, có những nơi làm việc chúng ta muốn dừng, không muốn làm nữa, nhưng dây dưa níu kéo không dứt ra được. Đó là thời điểm bị nghiệp chi phối, dù có vẫy vùng muốn thoát ra, nỗi khổ đó cũng không thoát được. Rồi bỗng một hôm, chúng ta chẳng cần làm gì, tự nhiên có thể dứt khoát rời đi. Đó là khi bạn đã trả xong nghiệp của mình. Vậy làm sao hóa giải nghiệp duyên? Khi được hiểu nhân duyên, nghiệp quả, chuyện của chúng ta là đón nhận mọi mối nhân duyên đến trong đời một cách thông thuận nhất. Nghĩa là duyên nghiệp cũng có đến rồi đi. Hãy cố gắng đừng gieo ân oán với ai trong kiếp hiện tại. Hãy dành tình thương, sự tha thứ thấu đạt nhân quả nghiệp báo. Tự mình quán chiếu rồi rèn luyện xoay chuyển nghiệp quả. Luôn nhắc mình sống với thái độ trân trọng và cân nhắc với mỗi nhân duyên đến trong cuộc đời, để tạo dựng nên thái độ sống tử tế nhất với muôn loài vạn vật, trân trọng từng nợ duyên trong đời. Duyên đến, duyên đi, trùng trùng duyên khởi, vạn vật vô thường, tâm an, vạn sự an. Xin cảm ơn những chia sẻ thật sự sâu sắc của anh Khánh Duy. Nguyễn Nhi cảm thấy rằng mọi thứ diễn ra trong cuộc sống đều đã được an bài một cách tốt nhất. Việc mình gặp những người quá tốt hay việc mình gặp một người chưa đủ tốt là những mối nhân duyên. Mỗi người đều dạy cho mình những bài học,
nhưng với phương pháp khác nhau. Cũng như tương truyền, Đức Phật từng nói, trong kiếp nhân sinh phải mất 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này. Nên thầm biết ơn và trân trọng, giữ gìn. Mong rằng sau bao nhiêu vấp váp ở kiếp này, chúng ta vẫn mỉm cười với cuộc sống, đón nhận mọi diễn biến của cuộc đời một cách nhẹ nhàng hơn, và vẫn dành niềm tin, sự bao dung, tình yêu thương đến tất cả. Có bao dung và buông bỏ thì chúng ta mới thật sự an và hạnh phúc. Đây chắc hẳn là một trong những điều mà rất nhiều người mong muốn đạt được. Tuy nhiên, buông bỏ ở đây không phải là buông bỏ một thứ gì đó bằng hành động, bằng một hình tướng nhất định, mà là buông bỏ những chấp niệm trong tâm, sống đời an lạc, tĩnh tại và hạnh phúc. Xin mượn câu chuyện sau đây để nói rõ hơn về điều này. Mời quý cô bác và anh chị chúng ta cùng lắng nghe phần 3 của radio ngày hôm nay với chủ đề Muốn có hạnh phúc hãy buông bỏ. Chuyện kể rằng có hai thầy trò hòa thượng thường xuyên đi du hóa khắp nơi để hiểu thêm về chuyện đời. Trên đường trở về thì đi tới một con sông nước chảy rất xiết. Một cô gái trẻ đẹp đang bước tới, bước lui trên bờ sông. Trông cô rất buồn. Vị sư hỏi, Mô Phật, có chuyện gì thế thưa cô? Cô gái đáp, Tôi lo lắng quá. Cha tôi đang ốm nặng. Tôi cần băng qua sông để đến thăm cha. Nhưng cây cầu gãy rồi. Thầy có biết cây cầu tiếp theo nằm ở đâu không ạ? À? Vị sư trả lời, à, cách đây vài dặm cơ. Nhưng đừng lo, tôi có thể đưa cô qua sông. Cô gái mừng rỡ cảm kích, chấp nhận sự giúp đỡ. Và vị sư cõng cô đi qua bờ sông bên kia, đặt cô xuống rồi chào từ biệt. Tiểu hòa thượng thấy thế, trong lòng cứ thắc mắc, sư phụ sao có thể cõng một cô gái qua sông như thế? Nhưng cậu ta không dám hỏi. Cứ thế đi mãi được 20 dặm, cậu ta thật sự không kìm lòng được, đành hỏi sư phụ, thầy ơi, tại sao thầy lại cõng cô gái kia qua sông? Như thế không phải là phạm giới rồi hay sao? Nam nữ vốn thọ thọ bất tương thân, đằng này thầy còn là người tu hành cơ mà. Nghe đồ đệ lý nhí hỏi, hòa thượng điềm tĩnh mỉm cười trả lời, ta đã buông cô gái kia ở bên bờ sông lâu lắm rồi. Nhưng tại sao con vẫn cõng cô ấy trong ý nghĩ suốt 20 dặm như vậy? Nghe thầy nói xong, chú Tiểu liền hiểu thứ mà thầy muốn nói là cảnh giới buông bỏ của người tu hành. Tuy nhiên, phải làm như thế nào để buông bỏ, chú Tiểu vẫn chưa hiểu lắm. Một hôm khác, chú Tiểu lại hỏi sư phụ, con muốn buông bỏ được như thầy, nhưng tại sao có nhiều thứ con vẫn không buông bỏ được? Nghe đồ nhi nói xong, người sư phụ chưa vội trả lời. Ngài bảo chú Tiểu cầm trên tay một cốc nước rỗng, sau đó cứ thế đổ trà nóng vào. Đổ một hồi, chú Tiểu thấy nóng quá, liền đặt cốc nước xuống không cầm nữa. Tới đây, ngài ôn tồn nói tiếp, trên đời này không có gì là không thể buông bỏ cả. Chỉ cần con thấy nóng thì con sẽ buông được thôi. Nghe sư phụ nói, chú Tiểu liền ngộ ra nhiều điều. Câu chuyện gửi đến chúng ta thông điệp về bài học, khi chúng ta làm theo trái tim mình, không phải làm theo khao khát của mình, thì bản năng đích thực luôn chỉ dẫn ta về phía tâm từ. Điều này dẫn đến đôi lúc chúng ta phải phá luật. Nhưng đâu là điều đúng đắn cần làm? Phá luật để thực hiện một hành động yêu thương với người lạ trong cơn nguy biến, hay tuân thủ luật định đúng sách vở và để mặc họ khổ đau? Làm theo tiếng nói nội tại, bản năng yêu thương, hay lắng nghe nỗi sợ từ sự chỉ trích xung quanh ta? Thêm một thông điệp mà có lẽ bất kỳ ai cũng cần lưu ý nữa, đó là thông điệp về sự buông bỏ trong tâm trí.
cuộc sống sẽ có những lúc mọi việc không được như ý ta mong muốn. Tuy vậy, biết nắm, biết buông đúng lúc sẽ mang lại cho chúng ta sự bình yên từ trong tâm. Chỉ khi bình yên, ta mới có thể làm được những điều tuyệt vời mới cho chính mình và những người xung quanh. Cách để giảm áp lực tốt nhất chính là học cách sống đơn giản, nghĩ đơn giản và biết cách quên. Mọi chuyện trên đời đều vô thường là cái duyên. Chúng đến và đi như những gì đã được an bài sẵn. Vậy khi làm xong rồi thì trút đi hết để giữ tinh thần minh triết trong sáng, sống đời tĩnh tại vô ưu. Đó là một cách cân bằng tâm lý. Cần phải chân thành và thản nhiên đối mặt với cuộc sống. Có một điều chúng ta nhớ rằng tức giận là cách tự lực cầm lấy cục lửa để làm tổn thương mình. Cứ mãi nhớ và không quên khuyết điểm của người khác thì người bị tổn thương nhiều nhất chính là bản thân mình. Bởi lẽ đó, để có được niềm vui trong cuộc sống, ta không nên truy cứu lỗi lầm của người khác. Hãy hiểu và thương, không tham, sân, si, làm mọi thứ từ tâm chân thành, không sân giận, không si mê, đó là buông đúng cách. Thật sự chỉ khi buông bỏ, không bị chi phối bởi ham muốn hay thù hận, chúng ta mới nắm bắt được niềm vui, niềm hạnh phúc thật sự cho mình. Trong đời sống, chúng ta nên thường xuyên nhắc mình hãy nhớ buông cái tôi, buông quá khứ, buông oán hận, buông tiêu cực, buông tự ti. Sống với tâm hiểu và thương để được bình an và hạnh phúc, quý vị nhé! Có những thứ chỉ cần kiên trì nhẫn nại là có thể hái được quả ngọt. Nhưng có những việc vốn không có kết quả càng dấn thân vào càng nhận lại thương đau. Vậy thì buông là sự lựa chọn phù hợp nhất. Buông bỏ là một loại trí tuệ. Chỉ khi sống bằng tình yêu thương, lòng vị tha và tâm buông bỏ, bạn sẽ thấy cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình, chúc quý cô bác anh chị luôn minh định được rằng lúc nào nên cầm lên, lúc nào nên bỏ xuống chuyện của mình, để cánh cửa mỗi ngày mới luôn mở ra chào đón chúng ta với những an yên và hạnh phúc thật sự, quý vị nhé. Đến đây thì chương trình Radio số 5 với chủ đề Buông và An hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn vì mọi người vẫn luôn theo dõi và đón nhận món quà tinh thần mà Radio Phép Lạ của Tình Thương nói riêng và ban tổ chức NLG Global nói chung trao gửi. Xin kính chúc quý cô bác và anh chị có một tháng tư thật bình an, hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý cô bác anh chị vào radio tiếp theo. Thanh Duy, Quận Nhi, ban biên tập NLG xin kính chào và hẹn gặp lại.